Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình vận hành một khối chi lơ bằng tay. Bước đầu tiên, ta kiểm tra rủi ro tất cả các hệ thống khi vận hành. Sau khi kiểm tra rủi ro tất cả các hệ thống đã đạt yêu cầu, ta tiến hành vận hành theo các bước như sau. Bước 1, chuyển các công tắc chọn chế độ về chế độ men của tủ điều khiển chiller, tủ bơm nước giải nhiệt chiller, tủ bơm nước lạnh chiller. Bước tiếp theo, ta cấp điện động lực cho chiller bằng cách nhấn nút đóng điện động lực cho chiller. Sau đó ta vận hành quạt tháp giải nhiệt bằng cách nhấn nút on màu xanh trên tủ động lực chiller. Tiếp theo ta vận hành bơm nước giải nhiệt. Tiếp theo, ta dừng tháp giải nhiệt bằng cách nhấn nút off màu đỏ. Sau đó, ta tắt động lực chiller.
Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình vận hành một khối chiller bằng tay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.